Tết ý, nó là cái dịp gọi là người người nhà nhà chơi cây chơi hoa. Từ thời cha ông để lại rồi, cứ ngày Tết là phải có quất, có mai, có đào. Quất biểu trưng nó là gì? Đem lại nhiều cái may mắn và cũng như là cái lộc đầu xuân cho mọi gia đình. Một cái quất ý, thì nó sẽ có đầy đủ 4 yếu tố. Đó là gì? Thứ nhất là quả to, thứ hai là lộc có, thứ ba đó là hoa có, và thứ tư đó là gì? Làm sao mà nó có cả quả chín và xanh. Sai hoa, sai lộc, sai quả thì càng tốt. Quan trọng nhất đó là gì? Là phải nhất nước, thì có thể là tưới lên lá hoặc là lên quả, lên cành. Tưới nước hàng ngày, tưới đủ ẩm thôi, không được úng quá cũng làm nó hỏng. Có thể là mình phải cho ra ngoài nắng, vì bản thân cây quất này ấy, thì nó là cái cây gọi là ưa nắng, thế cho nên là nó không phải là cây ưa mát. Khi mà mua cái cây quất ở ngoài chợ về mà cây nó không được trồng thuần chợ thì là mọi người là mua cây đánh bầu đất rồi, thì cái vấn đề đầu tiên đó là gì? Đó là thời gian vàng. Mua về mình cho lên chậu, xong mà mình trong cho đất cho cát vào, càng sớm lúc nào càng tốt. Phải lựa chọn được cái nơi cơ sở uy tín để mà mình mua. Thứ nhất là cây phải khỏe, thứ hai bộ rễ phải khỏe. Khi mà ngắm cây ấy, nên chọn những cái cây mà nó phù hợp với hoàn cảnh, tùy theo không gian của gia đình mỗi người. Không gian rộng thì nên để cây to, còn không gian nhỏ thì nên để cây nhỏ, đặt ở cái khu vực thích hợp. Đơn giản như là một cái cây để bàn như thế này, cây này thì không thể nào để giữa nhà được. Khi mà ngắm cây ấy, thì anh chị em nên chọn những cái cây mà cái lá của nó là cái lá xanh, tươi, lộc, khỏe. Mình nên mua những cây thuần chậu như thế này